Thì bây giờ mình bỏ qua một số phần mình trao đổi, thì bây giờ mình nghĩ thẳng những vấn đề là cái doanh nghiệp của mình đang gặp vấn đề gì. Hiện tại là công ty mình là chuyên về IT và mình đang bán các phần mềm chuyên liên quan đến phần sản xuất. Vậy là mình đang cần những cái nhân lực như này, nhân lực đấy phải có chứng nhận đấy là hiển nhiên. Và cái thứ hai là mọi người đấy phải biết về các sản xuất, phải có kỹ năng nghiệp vụ riêng về sản xuất, và tiếp theo đấy là phải cần một kiến thức căn bản về IT. Và hiển nhiên một điều đấy là phải biết thêm cả tiếng Nhật, một tiếng Nhật hay chuyên ngành của mình đó. Thì khi mà mình vào công ty thì mình là nhân viên duy nhất, mình thực hiện tất cả các nhiệm vụ từ IT cho đến phiên dịch cho đến việc là triển khai hệ thống phần mềm, thì chắc là mình mất khoảng 5 năm để tìm được đó. Sau đó thì mình muốn đào tạo một lớp kế cận thì mình đầu tiên mình chọn một người IT như mình, sau đó mình công ty trả tiền cho các bạn học tiếng Nhật, trả tiền cho các bạn học nhiệm vụ. Nhưng mình đào tạo đến khoảng 10 người thì được một người. Tại vì cái việc mà khi mà một bạn mà giỏi IT rồi, cái đầu óc bạn rất là cứng nhắc và rất là khó thay đổi, dẫn đến việc học ngoại ngữ gần như là không thể. Thì cái thực hiện thứ hai của mình đấy là mình thực hiện mình lấy các bạn biết nghiệp vụ về sản xuất, sau đó mình đào tạo tiếng Nhật và IT. Thì những bạn sản xuất đó thì cũng có một phần tiếng Nhật thì ok, nhưng mà IT thì lại chết hoàn toàn. Và cái thực hiện cuối cùng của mình đó là mình lấy các bạn về ngôn ngữ, sau đó mình đào tạo một phần về nghiệp vụ sản xuất, sau đó mình đào tạo một phần rất nhỏ về IT. Hiện tại mình đang học thành công phương án đó. Thì sau khi mình phân tích vì sao mình có thể làm được việc đó, thì mình thấy là tất cả các bạn mà học ngoại ngữ có một cái ưu điểm rất là mạnh, đấy là cái độ active của các bạn sẽ cao hơn một số các ngành khác. Chắc chắn là ngành ngoại ngữ các bạn là cái độ active của bạn sẽ cao hơn một số nhóm về IT. Thì mình nhóm IT thì chỉ có biết là phải làm việc với cả máy móc cái gì đó, thì cái độ open của bạn rất là khó. Thì đây mình nghĩ đây là một cái ưu điểm trong các bạn là học trong ngành ngoại ngữ, đây là ưu điểm. Nhưng các bạn bắt buộc sẽ cần phải có nỗ lực trong ngành đó. Thì theo các bạn có đủ cái khả năng và cái cách tiếp của mình để thực hiện cái mục tiêu đó không? Thì câu hỏi đó thì chắc là mình sẽ phải tự truy vấn bản thân là mình có muốn theo ngành này không? Mình có muốn là phải có nỗ lực hết mình để có thể đạt được mục tiêu của mình không? Nhưng trước tiên bất kỳ khi các bạn làm gì, các bạn phải có mục tiêu. Các bạn đừng phó mặc cái cuộc sống của mình hay là phó mặc tất cả những cái gì của mình cho sau cùng các bạn. Ví dụ như mình thấy một số bạn là cứ ra trường rồi làm gì rồi tính sau, thì đấy không phải là phương án tốt. Bắt buộc các bạn sẽ nên chọn. Các bạn có thể chọn đúng, các bạn có thể chọn sai. Nhưng khi các bạn chọn đúng thì tốt. Nhưng nếu các bạn chọn sai thì các bạn biết là vì sao các bạn chọn sai. Và một câu hỏi quan trọng hơn đấy là làm thế nào để chọn đúng. Nếu như các bạn không sai thì chắc chắn các bạn sẽ không trả lời câu hỏi là làm thế nào để đúng cả. Thế nên là mặc dù đúng hay sai thì các bạn hãy chọn một con đường, đúng cũng được, sai cũng được, chỉ cần mình thích là được. Thì đấy là toàn bộ nội dung mình chia sẻ với các bạn. Thì chắc là thời gian cũng đã hết rồi, chính xác. Giao lưu với anh một chút ở phần cuối chương trình, mình muốn hỏi là có bạn nào có câu hỏi gì muốn dành cho ca sĩ của chúng ta không ạ? Có lẽ ngày hôm nay đã chia sẻ rất là cụ thể và các bạn cũng đã rất là sôi nổi phần giữa chương trình rồi. Thì em nghĩ là trở lại trường ngày hôm nay thì với cương vị là một cựu học sinh thì anh sẽ rất là bất ngờ với các bạn sinh viên của trường Đại học Thăng Long, tại vì bên cạnh những bạn mà còn khá là mông lung về công việc tương lai của mình thì có rất là nhiều bạn có những ước mơ và hoài bão rất là lớn, đúng không ạ? Vậy thì đối với những điều mà anh đã trải qua trong công việc, cái khó khăn mà anh đã gặp phải, thì anh có muốn chia sẻ một chút gì về những điều mà các bạn cần chuẩn bị để có thể lường trước những cái khó khăn đó không ạ? Thực sự chỉ có mỗi một kỹ năng đấy là như kiểu như cắn đá thì mặt dày thôi. Mình thì thực sự là mình là người học bản tin, mình học tiếng Nhật, mình học đến mức một cô phượng ở trường khoa của mình, và mình quý em đừng cố gắng học thôi, em học như thế chắc là chả bao giỏi đâu. Và mình học đến bây giờ là 14 năm, mình thi N2 đâu có 12 lần. Học ngoại ngữ thì lúc nào, tại vì em cũng là một sinh viên của ngành ngôn ngữ Nhật, thì em cũng biết là học ngoại ngữ rất là thanh nạp và có một sự thật là rất nhiều các bạn sinh viên của khoa ngoại ngữ là chuyển khoa rất là nhiều vì không chịu được cái sự bất
giả đó. Tại vì rõ ràng là phải có một cái điều gì đấy để giúp anh bước tiếp chứ nếu không anh đã bỏ cuộc giữa trường đúng không? Nhưng mà cái thứ hai thì là bạn gái anh bảo nếu không học thì không làm ăn được gì cả, chúng tôi là phải học thôi. Thế nên là nếu như có thể để các bạn kiếm bạn trai bạn gái thì cùng ngành lại cùng học thì nó vui hơn, thì nó sẽ có động lực nhiều hơn đúng không ạ? Tại vì là chương thời gian của chương trình không còn nhiều nữa và còn rất là nhiều cái câu hỏi. Em có muốn chia sẻ gì với các bạn không ạ? Em thấy là hôm nay chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều về vấn đề chuyên môn rồi. Em thấy là anh đã tốt nghiệp của trường đại học Thăng Long khoa toán tin, vậy tại sao với một ngành đã khó như vậy rồi anh lại lựa chọn thêm một ngành nữa để làm? Thì bạn gái bảo nếu không học thì không làm ăn được gì thì mình học thôi. Thưa bạn gái, bây giờ đã bao giờ vợ của anh không ạ? Thực sự thì mình học tiếng Nhật thì là mình hồi nhỏ mình đọc truyện tranh rất là nhiều và mình đọc nhiều loại truyện hơn, thì mình trong ra trường mình học tiếng Nhật thì mình có thể tìm mình rất là đấy, thế là lý do thực tế của mình lý do kia là thật đấy. Trong học ngành ngôn ngữ thì bọn em lúc nào cũng đề cao rất nhiều đó là phải bằng cấp. Ví dụ như là học tiếng Nhật thì bọn em phải final G4, G3, G2 để nâng lên. Thế các bạn thành tiếng Trung thì cũng sẽ có một cái bằng cấp gì đấy. Nhưng mà bản thân em biết có những người là không có bằng cấp gì cả, nhưng mà các bạn ý lại rất là thành công trong việc. Ngược lại thì có những người bằng cấp đã cao khoảng G2 nhưng lại không thể giao tiếp được trong cái công việc hiện tại của các bạn ý, thì anh đánh giá về vấn đề bằng cấp như thế nào? Quan trọng là thế nào với bạn ạ? Trước tiên là mình tưởng nói là không quan trọng bằng cấp thì bản thân mình cũng đã thi đỗ là hai đâu. Nhưng mà nếu mà xét về kết quả cho công việc thì mình nghĩ là kết quả công việc của mình rất là tốt. Thì mình tập trung vào một thứ đấy là thế mạnh của mình, đấy là giao tiếp. Thì mình dồn toàn bộ sức lực của mình vào phần giao tiếp, chứ mình không hoàn toàn dồn tất cả sức lực của mình vào phần viết hay là phần gì đó. Thế nên là mình đang chọn cho công án là kinh doanh trong ngành này. Thì mình, khi mình gặp khách hàng mình có thể thuyết trình, mình có thể nói được với họ, thì hiện tại mình đang thành công trong mặt đó mà mình không hề có bằng cấp N2 nhưng mà khi các bạn đang dùng rồi, nhưng mình nghĩ là về khả năng nói của mình thì khá tốt. Thế là chúng ta quan trọng là khả năng giao tiếp và gặp gỡ nhiều người để luyện cái khả năng đó thì tốt hơn là cần bằng cấp đúng không ạ? Mình nghĩ là có hai nhóm, một nhóm là đấy là cần phải giao tiếp trực tiếp thì cái việc đó thì là bắt buộc sẽ phải giao tiếp tốt. Còn cái nhóm thứ hai đấy là bên chương trình tốt, nghĩa là cái ngôn ngữ tốt hoặc có thể thuật thuật hai bên. Nhưng mà mình đối với cá nhân mình bây giờ khi mình tuyển nhân viên là cái hiệu quả công việc cuối cùng họ phải mang lại được cho công ty, chứ mình không quan tâm cái bằng cấp là gì. Thì chỉ, cái bằng cấp chỉ là cái vấn đề mà xét tuyển ban đầu, nhưng mà bạn làm được không tốt chẳng hạn thì cái bằng cấp thì bản thân cũng không có ý nghĩa gì cả. Thì cái mục tiêu cuối cùng cần phải có đấy là cái thực lực của bản thân mình, thì cái này em nghĩ là trước khi trở về trường với một cương vị là một thạc sĩ như bây giờ thì anh cũng đã từng là những học sinh viên ngồi trên phản đối đại học như bọn em và gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy anh có thể chia sẻ với bọn em một chút là khi mà anh mới vào công ty thì anh đã gặp khó khăn gì? Chắc chắn là anh lúc đấy không thể nào giỏi ngoại ngữ luôn đúng không ạ? Đúng rồi. Thì việc đầu tiên khi mình bước vào một công ty của Nhật thì việc đầu tiên họ bảo mình làm chính là phiên dịch. Và khi đó thì phải tầm lúc đấy mình chỉ học xong N3 mà cũng mình cũng không biết là dịch kiểu gì. Mình bước chân vào một công ty của Nhật mà bên dưới tầm khoảng 5-7 anh chị toàn đi du học về, mà mình dịch cho một người Nhật, mình dịch ngược lại cho các anh chị kia ấy. Thì việc đầu tiên mình làm đấy là mình áp dụng một cái nguyên tắc rất là căn bản của cô Phượng dạy cho mình, đấy là nguyên tắc con gà trống hoa. Các bạn đã biết nguyên tắc này của cô Phượng, đấy là mình học như một đứa trẻ con. Khi bạn hỏi con gà trống hoa là cái gì thì bạn sẽ giải thích đấy là con cây đặt con gà trống và nó đẹp như bông hoa. Thì đấy là cái cách thức mà mình đã tồn tại qua 3 năm đầu tiên khi mình vào nghề. Đấy là mình cứ nói tất cả những gì mình có thể nói một dạng đơn giản nhất, giải thích dễ hiểu nhất như một đứa trẻ con. Và phải có một cái đấy là trước tiên thì khi mình làm được khách hàng mình phải open luôn cái khả năng của mình là hiện tại em chưa đối khả năng của mình hiện tại em chỉ đến như vậy và cách sức cái khả năng của mình. Thì người Nhật có một cái đức tính rất là tốt, đấy là khi mà mình cố gắng sức của mình thì chắc chắn họ sẽ tìm một cách để hỗ trợ mình. Thì đấy là cái cách để mình sống sót qua cái giai đoạn đầu tiên, đấy là mình cứ nói tất cả cái gì mình có thể nói, đúng cũng được sai cũng được và theo phương thức đơn giản nhất như một đứa trẻ con họ nói. Nghĩa là mình không dùng những từ, nghĩa là khi mà bạn giải thích một cái từ quá khó, bạn sẽ dùng đi tra một cái từ rất là khó khăn đúng không, thì mình ngược lại, khi
mà có một cái từ mới khó thì mình sẽ bằng giải thích bằng rất nhiều các từ dễ. Thì đấy là cách thức mà mình đã đi qua những vấn đề khó khăn. Quan trọng cũng không phải là thể hiện cái đẳng cấp trong tiếng Nhật của mình mà là người ta hiểu ý kiến của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Em đã dẫn rất là nhiều chương trình và trong cái chương trình đó thì các anh chị hay chia sẻ về vấn đề khi đi làm có những lúc mà muốn bỏ cuộc, phát khóc vì bị sếp mắng chẳng hạn, thì anh đã bao giờ gặp trong tình huống thế rồi, chẳng hạn như là làm một công việc đấy mà thất bại hoàn toàn chỉ muốn nghỉ luôn, bao giờ bây giờ là tình huống thế chưa gặp vấn đề đó thì không hiểu sao, nhưng mà số mình chắc là đỏ là sao. Mình gặp tất cả các người Nhật thì tất cả các người Nhật đều rất là support của mình, mặc dù mình đúng hay mình sai, nhưng mình sau khi mình ra làm việc thì mình gặp thấy là đa phần người Nhật nó có một cái tinh thần rất là tốt, đấy là luôn luôn hỗ trợ mình phải làm. Trước tiên là họ chỉ cần nhìn cái sự cố gắng của mình thôi, thì chắc chắn họ sẽ giúp đỡ mình. Có thể mình đúng, có thể mình sai. Ví dụ như bây giờ là công ty của mình bây giờ thì là người Nhật thì là cứ 2 năm thay đổi một lần, còn mình ở đấy được 10 năm rồi. Thì tất cả công việc điều hành cho công ty hiện tại là mình điều hành. Thì mặc dù là mình làm thua lỗ rất nhiều nhưng mà vẫn có tinh thần cầu tiến và hai bên cùng hợp tác, thì bây giờ mình đang làm ngày dần công ty mình phát triển nó tốt lên. Thì mình nghĩ là người Nhật có tư duy rất là tốt, tức là luôn hỗ trợ và support. Thế nên là các bạn đừng ngại thể hiện bản thân của mình, đúng cũng được, sai cũng được, nhưng bắt buộc phải có một thứ rất là cố gắng. Ở trong hội trường ngày hôm nay thì anh thấy đã có rất là nhiều bạn còn mong lung về cái công việc trong tương lai của mình. Nói thật là như kể cả bản thân em khi học tiếng Nhật cũng là lúc đầu là do bố mẹ bắt đi, chứ không phải là cũng yêu thích gì cả. Thì anh có thể có chia sẻ gì để giúp cho các bạn có thể định hướng rõ ràng hơn về công việc trong tương lai không ạ? Thực sự đến tại thời điểm của mình vào trường Thăng Long thì mình cũng muốn mong muốn đấy là ra trường đúng hạn thôi. Mình cũng chưa nghĩ gì về tương lai cả. Nhưng mà thời điểm đó thì mình cũng có một cái suy nghĩ gần giống bạn gái này. Nghĩa là ra trường mình sẽ phải mở một doanh nghiệp thì nó thật là khủng khiếp, thật là hoành tráng. Nhưng mà sau khi ra trường thì mình cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, rất nhiều các vấn đề liên quan, cũng gặp rất nhiều thứ. Và định hướng của mình nhiều khi cũng mất. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng chọn được mục tiêu của mình, đấy là mình làm việc trong ngành IT. Thì mình cũng chỉ khuyên các bạn đấy là chọn một con đường và đi đúng hay sai thì từ phía trước cũng phải đi như này. Mất buộc phải chọn. Em nhìn thấy là anh là mình làm việc với những người Nhật và hỗ trợ anh rất là nhiều. Thì anh đã bao giờ đi Nhật chưa? Anh đi được có một tháng cho dạng du lịch. Chứ không phải là đi làm việc đúng không ạ? Em nghĩ là cô của em ở trên lớp đó là rất khác với người Nhật ở Việt Nam, của bên Nhật. Khi mà các bạn sang bên kia thì sẽ môi trường làm việc rất là khắc nghiệt hơn, đòi hỏi các bạn cao hơn. Thì em có thể chia sẻ các bạn có thể vượt qua khó khăn không ạ? Thì em biết là không phải người Nhật đâu, họ cũng sẽ dễ dàng đạt được. Tại vì ở bên Nhật họ sẽ đòi hỏi theo một cái mức độ khác, cao hơn rất là nhiều. Làm thế nào để các bạn sinh viên Việt Nam chẳng hạn đi du học ở bên Nhật có thể sống sót qua được cái thời kỳ đó? Thực sự mình nghĩ là nếu như các bạn có mục tiêu thì tự nhiên sức mạnh nó sẽ đến thôi. Còn nếu như các bạn không có mục tiêu thì bạn làm được gì cũng hoài. Đơn giản hơn là mình ví dụ như đàn gái. Nếu như mà cô gái thực sự mình thích thì mình chẳng hạn cái gì cả. Đợi từ sáng đến tối cũng được. Nhưng bây giờ mà yêu một cái em mà mình không thích lắm thì bảo đợi 5 phút thì là mình đã bắn chửi rồi đúng không? Thì trước tiên mình cần phải làm là chọn cho mình mục tiêu nếu mình thực sự mình thích thì mình làm, không bao giờ hoài mà chán. Đấy là việc bắt buộc các bạn nên làm. Nghĩa là hôm nay anh đến đây với cái chủ đề nói về công việc hơi không phù hợp, nên là chuyển sang nói về tình yêu nó lại phù hợp hơn, nên anh rất là hứng thú với cái chủ đề đó. Còn bạn nào dưới đây có câu hỏi gì cho anh không ạ? Mình nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt, không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ gặp được một người rất là thành công trong công việc như này, là cựu sinh viên của trường chúng ta đã trải qua những cái rất là giống các bạn. Thì có bạn nào có câu hỏi dành câu hỏi gì cho anh không? Bạn ơi, giữ mic cho bạn nghe mình. Nếu như các bạn này hỏi, các bạn có thể gửi mail cho mình. Trên này có địa chỉ mail, nếu như các bạn có băn khoăn thì các bạn có thể gửi mail cho mình sẽ support các bạn. Hôm nay thì là nói chủ yếu về viết và sau ra trường làm gì. Vậy thì em có câu hỏi cho anh có thể trả lời cho em là anh nghĩ như thế nào về việc làm thêm trước khi mình ra trường để mình sẵn sàng cho một công việc chính thức trong cuộc đời. Vì em nghĩ là để mà mình có một cái kinh nghiệm mà vững chãi để đi làm chính thức thì việc trải nghiệm với công việc làm thêm mình còn là sinh viên nó còn quan trọng hơn rất nhiều. Thì em muốn nghe chia sẻ của em về việc là các bạn sinh viên nên đi làm thêm như thế nào
và từ đó thì mình sẽ tìm ra được bản thân mình là ai để có thể định hướng công việc sau này của mình như thế nào. Và anh đã từng đi làm thêm ở sinh viên hay không, và nó có giúp ích gì cho anh tìm ra được cái định hướng hoặc là nhìn rõ xem thế mạnh của bản thân mình là gì để mình có thể xác nhận được định hướng tương lai của mình hay không ạ? Thì trước tiên là trả lời câu hỏi là các bạn sinh viên có đi làm thêm hay không, thì mình bảo chắc chắn là 100% là có. Nếu như các bạn đi làm thêm càng sớm càng tốt, các bạn làm được nhà càng sớm càng tốt. Tại vì khi các bạn làm thêm hay là đơn giản hơn là các bạn làm được nhà, thì tất cả những công việc nhà nếu như bạn làm không làm thì bạn nhìn thấy rất đơn giản. Nhưng mà khi bạn làm rồi ấy, thì bạn biết được một điều là trong công việc phải tối ưu hóa cái việc mà làm được nhà như nào. Thì câu trả lời số 1 đấy là chắc chắn các bạn nên đi làm thêm nếu có thể. Đấy là một điều rất tốt. Còn câu hỏi thứ hai của bạn đấy là nên làm thêm cái gì? Thì nó lại có một cái rào cản nhất định. Đấy là khi các bạn còn là sinh viên thì các bạn rất khó tìm được một cái công việc làm thêm nào đó phù hợp với cái mục tiêu của mình. Ví dụ, bây giờ các bạn muốn đi Nhật thì chắc là các bạn sẽ có một số lựa chọn, đấy là đi phiên dịch bán hàng. Hoặc là đơn giản hơn là các bạn có thể làm cho các nhà hàng của Nhật. Thì đấy là những công việc mà các bạn có thể lựa chọn. Còn sau khi ra trường rồi thì các bạn có nhiều lựa chọn hơn. Hoặc khi đi thực tập thì các bạn có thể chọn thực tập ở các công ty như là công ty về sản xuất, công ty về IT hay là công ty về thương mại. Thì cái việc thực tập đó cũng rất quan trọng. Thế nên là tùy phụ thuộc vào cái mục tiêu của mình mà các bạn có thể chọn công việc làm thêm phù hợp. Nhưng nếu như không chọn được công việc phù hợp thì các bạn hãy làm công việc mà nó liên quan đến cái nghề của mình. Ví dụ như là bạn học tiếng Nhật thì bạn nên làm thêm cho các công ty hay là các cửa hàng hay là cái gì đó mà có sử dụng ngôn ngữ của mình. Nghĩa là việc làm thêm cũng rất là quan trọng. Nghĩa là trong cái thời gian cho các bạn cũng rất là nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà em nghĩ là cũng nên chọn cái công việc làm thêm vừa phải thôi thì mình có thể cân bằng với việc học ở trên trường nữa. Tại vì nếu các bạn cứ làm thêm suốt như thế, ví dụ như là ở tại có nhiều bạn đi sang Nhật học trường Nhật nhưng mà làm thêm quá là nặng, lúc không có thể thời gian để mà học nữa thì như thế cũng không nên, không ạ? Mình nghĩ là hiện tại một ngày các bạn có khoảng 16 kiến thức thì các bạn học ở trường khoảng 5 tiếng thì các bạn làm thêm khoảng 4 tiếng đến 5 tiếng là phù hợp. Ngoài ra các bạn có thể dành nghỉ ngơi và chuẩn bị bài vở cho ngày hôm sau. Đấy là con số phù hợp. Cảm ơn anh. Có lẽ là có rất là nhiều những câu hỏi mà muốn gửi đến anh, nhưng vì là thời gian của chương trình có hạn, vậy thì em sẽ hỏi anh một câu cuối nữa thôi. Anh có muốn nói điều gì sau cùng, gửi gắm điều gì đến các bạn sinh viên của trường đại học Thăng Long không ạ? Thật sự mình gửi gắm rất nhiều lắm, thì trước kia mình sinh viên mình có nhiều hoài bão nhưng mà không thành công. Thì mình chỉ muốn nhắn nhủ các bạn một điều là hãy thực hiện. Trước tiên, các bạn phải tìm ra xem là ước mơ của mình là cái gì. Nếu như bạn không ước mơ thì bạn phải có mục tiêu của mình là cái gì. Rồi từ ước mơ hoặc mục tiêu đó, bạn hãy đi. Các bạn đừng đi mà không có mục tiêu gì cả. Và một khi đã đi rồi thì các bạn sẽ phải cố gắng hết sức về mục tiêu đó. Đấy là những gì mình. Đến trường đại học Thăng Long và chia sẻ bọn em rất nhiều những vấn đề bọn em quan tâm về việc làm, về định hướng công việc trong tương lai, nhưng bằng cách nói rất là gần gũi và các bạn sinh viên cũng rất là thích. Em chúc anh là trong tương lai thì anh có thể có nhiều sức khỏe, có làm công việc thật là tốt, và mặc dù rất là bận rộn nhưng mà hãy tương lai nhiều đến bọn em, có thể đến những trường đại học để truyền lửa cho bọn em. Rất là cảm ơn anh ạ. Các bạn hãy để một tràng tay nữa cho đây là thông tin cá nhân của mình. Nếu như các bạn có câu hỏi gì, các bạn có thể gửi ngay cho mình, mình sẽ cố gắng trả lời.